chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Kế Chỉ Hải Thượng Lãng Ông sẽ thực hiện kế chỉ, điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc, mắc đau thần kinh tọa. Thưa quý vị, dây thần kinh tọa, còn gọi là dây thần kinh hông to, là dây thần kinh dài nhất cơ thể. Đi từ phần dưới thắt lưng đến tận ngón chân, có hai dây thần kinh tọa trái phải để điều khiển từng bên tương ứng. Thần kinh tọa có ba chức năng chính là chi phối, cảm giác vận động dinh dưỡng, góp phần nuôi dưỡng các phần mà nó đi qua. Triệu chứng đau thần kinh tọa bao gồm đau dọc đường đi của dây thần kinh tọa, đau tại cột sống thắt lưng, lan tới mặt ngoài đùi, mặt trước ngoài cẳng chân, mắt cá ngoài và tận ở các ngón chân. Tùy vị trí tổn thương mà biểu hiện trên lâm sàng có khác nhau. Tổn thương dễ L4 đau đến khoeo chân, nếu tổn thương dễ L5, đau lan tới mu bàn chân, tận hết ở ngón chân cái, tổn thương dễ L5 còn đau lan tới lòng bàn chân, tận hết ở ngón út. Một số trường hợp không đau cột sống thắt lưng, chỉ đau dọc chân, cơn đau có thể rất khác nhau, từ đau nhẹ đến đau nhói, đau hoặc đau dữ dội. Đôi khi, nó có thể cảm thấy như một cú giật hoặc điện giật. Nó có thể tồi tệ hơn khi bạn ho hoặc hắt hơi, và ngồi lâu có thể làm nặng thêm các triệu chứng. Thông thường, chỉ có một bên cơ thể của bạn bị ảnh hưởng. Một số người cũng bị tê, ngứa gian hoặc yếu cơ ở chân hoặc bàn chân bị ảnh hưởng. Bạn có thể bị đau ở một phần của chân và tê ở một phần khác. Sau đây là 5 biến chứng thường gặp của bệnh đau dây thần kinh tọa, người bệnh nên tham khảo để nhận định đúng mức độ ảnh hưởng của bệnh lý này. 1. Yếu cơ, giảm khả năng vận động. Hiện tượng tắc nghẽn tại vùng thắt lưng khiến dây thần kinh và mạch máu bị chèn ép. Nếu tình trạng chèn ép ngày một nghiêm trọng và kéo dài, máu, oxy và dinh dưỡng không được vận chuyển đến phần dưới của cơ thể, gây ra hiện tượng yếu cơ. 2. Bại liệt. Bại liệt là biến chứng nguy hiểm và trầm trọng nhất. Tình trạng bại liệt do bệnh đau thần kinh tọa thường xuất hiện ở chi dưới, khiến người bệnh không còn khả năng vận động và đi lại. Đây là biến chứng rất nguy hiểm và hầu như không thể phục hồi. 3. Vẹo cột sống. Biến chứng vẹo cột sống thường gặp ở bệnh nhân đau thần kinh tọa do hệ quả của bệnh thoát vị đĩa đệm. Nhân nhảy từ đĩa đệm tràn ra ngoài, gây tràn ép lên dễ thần kinh và các cơ quan xung quanh. Nếu tình trạng thoát vị càng nghiêm trọng, mức độ tổn thương của dây thần kinh tọa sẽ tăng lên, người bệnh cùng lúc phải hứng chịu cơn đau từ hai bệnh. 4. Hội chứng chùm đuôi ngựa. Hội chứng chùm đuôi ngựa là thuật ngữ y khoa chỉ những triệu chứng do dễ thần kinh bị chèn ép hoặc tổn thương. Người bệnh không thể kiểm soát quá trình tiểu tiện và đại tiện, rối loạn cương dương. 5. Suy nhược cơ thể. Suy nhược cơ thể là hệ quả từ những triệu chứng của bệnh đau thần kinh tọa. Các triệu chứng này gây ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến thể trạng người bệnh suy giảm, mệt mỏi kéo dài, dẫn đến tình trạng suy nhược. Thưa quý vị, các bệnh lý về xương khớp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh sẽ có xu hướng xấu đi và nặng lên. Các bác sĩ khuyên bệnh nhân nên sớm điều trị để tránh những biến chứng không mong muốn sau này. Phương pháp kế chỉ là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả nhất hiện nay. Đối với các bệnh lý về xương khớp, đây là một phương pháp không sử dụng thuốc, không phẫu thuật, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người bệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Kế Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Kế Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp kế chỉ rất hiệu quả này. Viện Kế Chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.